Cô xin chào tất cả các con. Các con đã được làm quen với rất nhiều kỹ năng, như kỹ năng chào hỏi lễ phép, giữ gìn vệ sinh cá nhân, kỹ năng cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định. Và hôm nay, cô sẽ hướng dẫn chúng mình một kỹ năng mới. Đó là kỹ năng không chơi những đồ vật gây nguy hiểm. Có một bạn nhỏ do không cẩn thận khi chơi nên đã bị thương. Để biết được điều gì xảy ra với bạn nhỏ, cô mời các con cùng xem đoạn video nhé. Không chơi những vật có thể gây nguy hiểm. Hôm nay là ngày chủ nhật. Bé bò ở nhà vẽ những bức tranh thật đẹp. Bo đang say sưa thì nghe tiếng các bạn nhỏ trong xóm chơi đùa thật vui. Không chần chừ gì hết, cậu bé chạy thật nhanh ra chơi cùng các bạn. Nhưng có một điều, Bo lại quên không bỏ cây bút chì ở nhà mà lại cầm theo luôn. Cho mình chơi chung với nhé. Thế là Bo chạy ù ù vào chơi đuổi bắt cùng các bạn nhỏ. Nhưng thật không may, cậu bé bị trượt chân nên ngã oạch. Ngòi bút chì nhọn hoắt đâm vào tay cậu. Một giọt máu chảy ra từ vết thương khiến cậu bé đau điên. Các bạn thì không biết phải làm gì cả, còn Bo thì đau quá, khóc thút thít. Đau. May quá, mẹ đi chợ về nhìn thấy, vội dắt Bo vào nhà để băng vết thương lại cho cậu. Chuyện gì đã xảy ra với bạn Bo khi bị ngã? À, đúng rồi, bạn Bo bị cây bút chì đâm vào tay, làm chảy máu rất là nguy hiểm đúng không nào? Các con thân mến, xung quanh cuộc sống của chúng mình có rất nhiều đồ vật đồ chơi có thể gây nguy hiểm và làm cho chúng mình bị thương hoặc làm cho chúng mình bị chảy máu. Một số đồ dùng học tập như bút chì, compa, kéo. Một số đồ vật thường có trong gia đình như dao, dĩa, ba la và phích nước. Một số đồ vật xung quanh ta như ổ điện, đinh, kim chỉ và các mảnh vỡ của các loại cốc chén. Vậy, phải làm thế nào để chúng mình an toàn khi chơi với các đồ chơi sắc nhọn? Muốn an toàn trong khi chơi, các con phải tuân thủ các nguyên tắc như sau. Các bé ơi, các bé hãy luôn tuân thủ những nguyên tắc dưới đây để bảo vệ an toàn cho chính bản thân mình nhé. Nguyên tắc số 1: không tự ý sử dụng đồ vật sắc nhọn. Nguyên tắc số 2: sử dụng đồ vật cần có sự hướng dẫn của người lớn. Nguyên tắc số 3: hãy nhắc nhở người lớn khi thấy các đồ vật nguy hiểm để ở những nơi không an toàn. Nguyên tắc số 4: hãy báo với người lớn khi thấy em bé hoặc bạn sử dụng đồ vật nguy hiểm nhé. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các con trong những bài học lần sau.